và chủ đầu tư họ muốn rằng bắt đầu từ ngày mai cái vị trí của anh sẽ thay người khác. Rồi được, rồi còn tôi thì sao? Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Ông có phòng thí nghiệm là sửa chữa hết cho các ba. Ba còn giấu ba là giáo sư, ba nhìn coi có giáo sư là như ba không? Đây nè, con học hành là gì đây? Bằng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ba giấu con, ba là một ông tài xế. Con muốn sao là chắc một người tài xế đó ba. Chắc không phải anh lĩnh đâu mày ơi. Con nói chuyện anh vui vẻ với anh. Em bo cho anh luôn rồi. Chú có gại con đi, con chán xấu lắm rồi. Cố gắng hơn nha con. Không biết rồi, nhưng mà ba dắt con đi phòng thí nghiệm của ba chơi. Hứa với con rồi mà. Cái gì? Con mới có một điểm A mà con tưởng con giỏi lắm sao? Ngày xưa ba học giỏi gấp mấy lần như vậy nè mới có cái thành quả ngày hôm nay. Con muốn đi thăm phòng thí nghiệm, đạt điểm A một tháng đi. Nhưng mà khó lắm mà. Con sẽ cố gắng. Nhưng mà ba hứa nhớ dắt con đi nha. Ba còn đi tắm đây. Ba nhớ. Ông nè, ông cứ gây áp lực cho con mình quá. Nó cũng cố gắng hết sức rồi. Tôi biết rồi. À mà thì cũng tội cho nó lắm. Lúc nào nó cũng coi ông như là một thần tượng vậy đó. Nó cứ mong ước là được giống như là ba của nó. Ông định nói gì? Không có gì. Thì chừng nào đóng tiền học cho ông Vinh vậy? Cũng sắp tới rồi đó ông. Tôi biết rồi. Vậy là sao anh Phong? Xin lỗi anh, vì thay đổi chủ đầu tư và họ không muốn tiếp tục công trình nghiên cứu của anh nữa. Rồi được, rồi còn tôi thì sao? Họ đã ngưng toàn bộ viện trợ nên buộc tôi phải dừng lại công trình này. Về phần tiền lương của anh á, anh sẽ được nhận đầy đủ. Và chủ đầu tư á, họ muốn rằng bắt đầu từ ngày mai cái vị trí của anh sẽ thay người khác. Cho nên anh sắp xếp đi nha. Trời ơi, tại sao đối xử với tôi như vậy? Cả một đời tôi cống hiến cho khoa học. Anh nhìn coi, tuổi tác của tôi như vậy, làm sao tôi có thể đi xin việc được nữa? Làm sao tôi có thể bắt đầu được? Tôi còn vợ, tôi còn con của tôi nữa. Anh Phong, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Thành thật xin lỗi anh. Chờ. Anh Phong, em đặt xe đi Cốc Quỳnh với em. Tôi thắng anh ơi. Đừng đặt xe đi 3 tháng 2 phải không? Chạy chạy đi ông già, nó nhiều quá. Ê! Ê! Ủa? Sao giờ này con chưa đi học vậy? Con đừng có nói với ba là
xin vô coi phòng thí nghiệm nha. Nó sửa rồi. Tới bây giờ ba còn giấu luôn nữa. Không có phòng thí nghiệm là sửa chữa hết cho các ba. Ba còn giấu ba là giáo sư hả? Ba nhìn coi có giáo sư là như ba không? Đây nè, con học hành là gì ai? Bằng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Con học là gì ai? Con học là gì ba? Bây giờ con nhận được cái gì? Ba giấu con, ba là một ông tài xế. Sao con biết? Ba nhìn xem đi. Cái này là ai? Là ba hay chứ là người giống ba? Ba cầm đi. Con nói thiệt không? Nếu là một người giống ba, ba không cần một người ba là tài xế lái xe như ba đâu. Con hứa với ba luôn, từ nay về sau con không học nữa. Con muốn sao là nhà một người tài xế đó ba. Gì ông lĩnh vậy mày? Đang ngồi ăn cơm đó. Phải không? Ông lĩnh sếp cũ mình đó. Đâu đi qua coi coi. Đúng rồi. Nhìn giống lắm. Phải không? Lĩnh không mày? Chắc không phải anh lĩnh đâu mày ơi. Chứ anh lĩnh trong phòng cũ của mình. Nhìn sang hơn chứ không phải vậy đâu mày ơi. Lĩnh hồi xưa tôi nhớ nhìn phong độ rồi mày. Ừ mày, mà cái này chắc tài xế hay sao á. Taxi nè. Taxi rồi còn đâu nữa. Ủa sao mà nói chuyện anh khi dễ vậy anh? Anh trả lời luôn á trời. Khi dễ, khi dễ mình mày ơi. Mày nói nó khi dễ. Em có tiền mà anh. Bây giờ anh chở qua quận 2 được không? Không trả lời luôn. Lại khi dễ mình. Anh hình như lần trước em mượn anh 10.000 thì bây giờ em là người song phẳng mà mượn thì có trả em trả với lại sẵn cầm trên tay 10.000 nè bo cho anh luôn 10.000 ok không thôi đi rồi vậy thôi chứ trời. Cô làm gì vậy? Chú mà buông tay là con nhảy xuống dưới á. Chú có cãi con đi. Con chán sống lắm rồi. Chú yên tâm, tiền xe của chú gia đình con sẽ trả. Tôi đứng đây. Cô cứ bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cô nói thử coi. Chuyện gì mà làm cho cô
phải suy nghĩ dại dột như vậy? Con trai xấu lắm rồi, con yêu anh ấy nhiều lắm, và anh ấy lại đối xử với con bằng sự lừa dối. Chú để cho con chết đi, chú đừng có cản con nữa. Khoan, con nghe tôi nói nè, ai á cũng có cái nỗi khổ riêng của mình. Cô yêu thương bạn trai của cô hết lòng, có bằng tôi yêu thương con trai của tôi không? Tôi đã từng ở trên đỉnh của thành công, bây giờ phải chạy xe kiếm cơm từng ngày. Cô đơn, nhưng có bằng nỗi cô đơn của một người cha bị chính con trai của mình từ chối, coi thường luôn. Nhưng mà tôi vẫn bỏ qua cho nó, tôi luôn yêu thương nó. Bởi vì nếu tôi mà suy nghĩ và hành động dại dột thì ai sẽ là người nuôi nó và chăm sóc gia đình của tôi? Cô có nghĩ về gia đình của cô không? Cô có nghĩ là ba mẹ của cô thương cô như thế nào không? Cô nghe tôi một lần đi, tôi cố gắng được thì cô cũng cố gắng được. Người mà yêu thương cô, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô không phải là chỉ có một đâu, mà nhiều hơn những gì cô nghĩ đó. Ba, con xin lỗi ba. Không có gì đâu. Bác Tài có thể chở mẹ con tôi về được không? Được chứ. Đi.